mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ Pusan, sự kết tinh hoàn hảo của công nghệ sản xuất động cơ hiện đại. Pusan, người bạn đường tin cậy. Mà lại còn rẻ nữa. Mì Hảo Hảo nắm gà sa tế thơm ngon chất lượng cao, giá chỉ 1.000. Như vậy mới là Hảo Hảo. Trên thị trường đã có hàng nhái. Quý vị lưu ý chọn đúng nhãn hiệu Vietcom Esports, nhà sản xuất thì ăn liền hàng đầu tại Việt Nam. Rào rạt mưa đôi bờ bát ngát chiền sâu thì vui sông hát đôi câu hãy buồn sông mượn lời đau đau dài lắm đã nên duyên vợ tình trong trăm năm tạc một chữ đông đừng phải xin mình đừng có như ai sớm yêu hoa khúc chiều lại say hoa ngả hồng giá danh giá danh mương nghĩa vợ chồng miền thì gần đây nhưng lòng lại xa khổ mình này thêm lại đau ta xui nên bình vỡ để từ đời hoa hoa cùng ta mình ơi thế sao mình cứ toàn tranh thủ lúc tôi vắng nhà mình lại nói xấu tôi là thế nào à sao chồng cứ toàn thích nói xấu vợ là thế nào à chồng nói xấu đâu tôi đang tham cái thân tôi. Ôi trời ơi, cái thân mình làm sao mà phải than? Cái thân tôi mới đáng phải than đây này. Thế cái thân mợ làm sao mà than hả? Nghĩ người ta thì tựa mạn thuyền rồng. Ừ. Còn mình đây mãn kiếp nằm trong cái thuyền chài. Thôi đừng than với củi nữa. Vào mà thổi cơm đi, mang gạo vào mà thổi cơm đi. Gạo đâu? Tiền đâu mà đong gạo? Thế vừa đi bán cá thì tiền đâu mà không đong? Người ta chê cá ươn người ta không mua. Cá ươn thế nào? Cá vừa mới sáng đánh xong cái giấy đành đạch như thế mà đi bảo cá ươn thì mang đi đâu mà để cho nó ươn hả? Nó tươi là tươi lúc sáng thôi. Còn bây giờ chiều rồi. Tôi đã bảo với mình rồi. Sáng sớm nó còn tươi đành đạch thế cho người ta ra chợ người ta bán đi. Không cơ. Cứ sợ giai làng nó họp chợ rồi nó nhìn mòn quần mòn áo của vợ ông. Thế đến mặt trời đứng bóng chưa chật chưa lòi mình mới cho tôi ra chợ. Tan chợ rồi. Ra đến nơi vừa mở cái rổ cá tôi giật nảy cả mình. Con nào con nấy nhìn tôi trợn lòi mắt ra này. Đấy. Này trương phình trương phạc đấy có mà tươi nó mua à. Đấy. Ai để chồng nói. Vừa nói có một câu mà vợ là một trang giang đại hải. Nói vừa thôi nhá. Nói cứ liên tục như thế. Mưa xuân nó bắn vào mặt tôi rỗ hết cả mặt đây này. Phun rỗ hết mặt rồi đây này. Như rỗ hoa đây này. Giời ơi chết chết. Khổ quá cơ. Bây giờ chồng mà đi đâu thì vợ phải biết xoay sở tất cả mọi cái công việc trong gia đình. Cái gì cũng đến tay cái thằng già này rồi. Đầu hai thứ tóc rồi. Không có tiền à? Có phải không? Không. Không có tiền thì nhìn cho qua ngày ngày. Thì nhìn cho qua ngày. Không biết nghề gì xoay tiền gạo hết chỉ biết đi mày sống chết mặc chẳng để chạy xoay. Ôi giời ơi tưởng khôn nhờ thì tưởng
thường côn, nhờ tôi khéo cậy nhờ ông thì tôi mới lấy ông. Biết nồng nỗi này thà không cho nó xong thì nằm không đi. Thôi đừng có trách nhau chi nữa, duyên mà không hợp thì bà bỏ tôi mà đi đi. Bà ăn nói cái kiểu ấy, bà đi ngay bây giờ, tôi cũng không thiết đâu. Có sao không? Hoa hoa lắm thế. Thế sao có mỗi con vợ mà cứ đuổi lên đuổi xuống suốt thế? Làm cứ như là có nhà cao cửa rộng lắm, có mỗi một cái ván ọp ẹp thế này này. Suốt ngày đuổi, thế tôi hỏi lần này đuổi thật hay đuổi bỡn này? Đuổi thật. Đuổi tôi đi thật đấy nhé. Tôi cũng nói thẳng cho ông biết luôn, tôi chẳng tiếc gì cái con thuyền ván mà ra luồn vào chui này đâu nhá. Nói luôn hết ra. Bởi vì á, ngày xưa ấy, tôi căm giận kẻ bạc tình, tôi mới không còn thiết sống. Tôi gieo mình xuống đáy sông sâu. Thế sao ông không để cho tôi chết luôn đi, cho Hà Bá bắt tôi luôn đi, vớt tôi lên làm gì, cứu tôi làm gì? Rồi bây giờ sống với nhau thì không tin người ta, suốt ngày ghen với tuông. Này, tôi cứu mà, tôi vớt mở lên, vì tôi là con người nhân đức. Nhìn cái mặt cái nhân đức này, nhân đức của tôi bà biết rồi đấy. Tôi bắt được con cá nào tôi phải xin lỗi đó, thì tôi mới đưa cho bà mang ra chợ bán. Không ngồi tôi nhìn thấy bà chơi với chơi trôi lênh phênh ở dưới sông, mặt mũi nào mà tôi không vớt. Nhưng mà không phải vì thế mà tôi bắt bà phải đền ơn trả nghĩa. Tại bà cứ khăng khăng nhất quyết ở lại cùng tôi, không về quê nữa. Mới có 3 năm trời mà bà đã quên rồi sao? Tôi không bao giờ quên được cái chuyện đấy. Cho nên tôi mới nhất quyết ở lại cùng ông vì cái ơn cứu mạng. Và vì tôi nghĩ trên đời này ấy, còn có một người thật lòng thương tôi. Này, bà ấy, bà lấy ai cũng chỉ có cũng một cái tấm chồng đấy. Đêm hôm bà cứ thử ướm thử cái tấm lòng của cái lão già đấy xem. Thế tại sao ông cứ kèm tôi như thế, kèm kem thế? Vợ ông không tin tưởng, cứ suốt ngày mà đi ghen với tuông. Đây này, để chiều lòng ông mà tôi đã phải như một bà già, trong khi tôi như thế này cơ mà. Úi giời ơi, chết cứ hớ thế kia. Úi giời ơi, tôi không ghen à. Tôi không ghen, tôi thì như con cá mắm thế này, mà bà thì cứ tươi hớ như con cá nục ấy. Thế không ghen để cho đầu ở với chồng, đuôi ở với hàng xóm mà. Này, anh nói cái kiểu đấy là nói thật nhá, tôi nói cho ông biết, nếu mà tôi có dạ bưởi bồng thì dẫu ông có lấy dây buộc lại tôi cũng đứt sợi tơ hồng mà đi nhá. Ôi có giời. Cá bán chưa hả bố con ông trời ơi? Đứa nào gọi cái gì đấy hả? Gọi cái gì, người ta hỏi mỉa đấy không nghe chứ mà lại gọi. Nó mỉa sao? Mỉa gì? Thế người ta chả hỏi là đã có cá bán chưa bố con ông trời ơi? Ra đều người ta bảo ông là bố, tôi là con đấy. Bố nghe rõ chưa bố? À thế à? Bố cái thằng cha chúng nó. Không chửi cái gì. Người ta thấy sao nói vậy người ơi, thôi, người thật việc thật người ta nói thôi. Cho nên ấy, cứ ở dưới thuyền thì không sao. Cứ hễ bước chân lên bờ là cứ phải cúi mặt mà đi. Nước mắt không dám nhìn ai. Thế mà cái hôm nọ ấy sao? Gặp cái người kia kìa. Người nào? Cái người kia người ta mới giả vờ câu chuyện nói bông, hỏi cô đi đâu đấy, có phải con ông lão trai. Úi giời ơi. Mà không phải chỉ có thế. Thế ông có nhớ hôm tôi với ông đang thả lưới ở khúc sông kia không? Sao? Cô biết làm sao? Cái con mụ hàng xóm nó đi trên bờ. Nó bảo gì? Nó hỏi một câu mà đau hết cả lòng cả ruột. Nó hỏi thế nào? Nó mới hỏi là trong trại có lắm cá ngon, cho mua một mớ, hỡi cha con ông lão trại. Ấy chẳng qua vô tình lại hoa nay, mợ cứ gọi tôi bằng cậu với bằng mình cho nó xuân. Ôi trời ơi,
đầu thì bạc hết, không còn một cái cọng tóc đen nào. Răng thì cái rụng, cái trùng, cái chằng. Đêm nằm thì thở phì phao ấy. Mà còn bắt người ta gọi bằng cậu, bằng mình, cho nó dở mà. Này, ấy chẳng qua là tính tôi nói thở phì ngã phò. Nhưng mà 10 đêm tôi chẳng để đêm nào mà nằm mà ngã xuống. Thôi, cười cẩn thận cái. Ý tứ tế nhị cái lấy tay rồi che mồm lại. Cười mạnh quá rồi răng nó văng, nó cắm vào trán tôi. Này, thế vì ai mà răng nó văng ra? Hả? Vì ai mà răng nó văng ra? Vì ai mà cái người tôi nó như cái que củi thế này? Tôi chiều chuộng mợ mà mợ vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Hay mợ thích cái bọn trai tơ hơn? Cái bọn trai tơ nó trẻ trung hơn thì cái tùy mợ nhá. Lên bờ cút ngay, cút ngay. Thế mình đuổi tôi chứ gì? Mình đuổi tôi chỉ vì cái tội suốt ngày tôi chăm sóc cho cái con cá khô này chứ gì. Thế thì giấy trắng mực đen đây, mình ký cho tôi một chữ, tôi lên bờ tôi đi ngay. Đã muốn vậy thì mợ tháo hết cá hoa tai vòng cánh trả tôi, rồi mợ xéo xéo ngay nhá. Này, cái này người ta bảo là của chồng công vợ nhá. Ông trèo thì tôi chống, ông thả lưới tôi quăng chài mới sắm được từng đây thứ. Tự dưng bây giờ đòi là đòi cái gì? Thế định để tôi lên bờ với hai bàn tay trắng hả? Này không lôi thôi nhá, không có lôi thôi gì nhá. Cứ cởi trả tôi rồi đi, đi ngay không cần đâu. Cởi trả thì đi. Ứ cởi. Có cởi không? Ứ cởi. Có cởi không? Không cởi thì làm cái gì được nhau? Ừ, cái người này, cái kiểu ở đâu đấy này, người à, của yêu người ghét thế là cái kiểu gì? Cởi ra ngay. Này bảo thật cho biết nhá, nghĩ thương chồng gầy còm ốm yếu cho nên nhịn đấy, chứ còn đây này, đây với đấy cứ nhìn mà xem, đấy thở cái là đấy bay sang tận đầu sông bên kia. Ừ, cái người này, cái kiểu ở đâu đấy này, đã thế thì bây giờ ai chồng nói mà lại vợ cứ cãi ngồi nguẩy như thế thì làm sao mà chịu được? Có cởi không thì bảo nào. Không cởi. Có cởi không? Nó không cởi. Đã thế thì cho một phát. Vậy đâu rồi? Vậy đâu? Quái nhỉ? Ngoáng một phát ở đây mà nó đã trú vào chỗ nào không biết được nhỉ? Ở đâu đây bà ơi? Ở đâu đây? Trên này này. Ôi trời ơi, thế treo kiểu gì mà nhanh thế? Quăng một cắt vào lên ngọn cây này. Này, định làm chim ở đấy à? Này, thế đánh vợ hay đánh tù mà vụt phấn khởi thế? Không nói nhiều nữa, xuống mau. Giỏi, lên đây bế tôi xuống. Đã thế à, thách à? Ông trèo lên ông túm tóc xuống. Ôi trời ơi, cấm. Độ này sao nó lại đuối thế nhỉ? Ôi giời ơi. Đuối lâu rồi mà cứ giả vờ. Này, mình ơi, còn tí hơi để dành mà sống đi nhá. Ôi giời ơi, vỡ mồm rồi. Ôi trời ơi. Này, bà con có thấy vui không? Vui quá. Làm ơn về gọi cả làng ra xem ông trai đánh vợ nhá. Này còn nhăn nhăn nhở cho đấy vỡ mồm rồi nhá. Này bà làm nhục tôi nhá. Đã thì ông không thèm để dành hơi sống nữa, mà dồn sức lại lấy cái gậy này chọc như chọc bưởi nhá, rụng như súng rụng nhá, tìm gậy đây này, mang cho một phát này. Chọc này. Thôi. Hiểu được lòng của ông. Ông không muốn tôi sống nữa chứ gì. Ông không cần phải làm như thế. Tự tôi cũng có thể dụng như sung dụng được mà. Đây này, tôi tự dụng cho vừa lòng ông này. Tôi xin bà, bà đừng làm như thế. Tôi thà chết, tôi không ở với ông nữa. Tôi thề, tôi không đánh bà nữa, không giữ bà nữa.
bà tha lỗi cho tôi. Cả giận mất khôn. Quả là bà, quả với tôi đến khi chết thì bà cũng phí một đời xuân xanh. Thôi bà ơi, tôi đau khổ tôi cũng cam đành. Bà cứ đem theo cả hoa tai vòng cánh dứt tình mà đi. Cứ mang cả mà đi. Bà có nhớ không? Lấy nhau chẳng cưới xin gì. Thắp hương dài một lời thề là sông nước nước chảy ơi nghi thuần nghi nước chảy thuần dòng lạy bà mà xuống đi tôi thề tôi không đánh bà nữa. Dài lời thề độc cho lòng thành cho lòng thành thơi. Ông đã nói như thế rồi, coi như duyên mình đã hết. Vàng bạc để mà làm gì? Thôi, tôi gửi lại số vàng mà ông đã chắt chiêu. Tôi đi đây. Bà đi thật rồi ư? Bà bỏ tôi thui thủi một mình với con thuyền này sao? Mà cũng chỉ tại tôi sống với vợ mà không tin vợ thì làm sao bà ấy sống được? Trời ơi, trời cho tôi rồi trời lại lấy đi. Người đã mất rồi vàng để làm chi? Vàng như thể dao đâm từng khúc ruột. Bà đi rồi, người mất rồi, tôi còn tiếc sống làm chi? Tôi còn chết sống làm chứ. Mình ơi mình, kìa mình ơi mình, em về với mình đây. Tình với nghĩa sao nỡ dứt dây. Dứt dây sao đành mình ơi. Mình đấy ư? Nhờ có mình mà tôi sống được, dẫu cuộc đời bèo dạt mây trôi. Con thuyền này nếu chỉ có một mình tôi, thuyền sẽ đắm người chìm trong đáy nước. Thôi mà tôi xin mình, sao mà già lớn rồi, từng đây rồi mà cứ động đến là nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi ngẫm lại rồi, một mình bơ vơ lạc bước, mà trần ai á, lưới bùa đăng vây. Nước sông kia thì khi cạn khi đầy. Thôi đành cam phận rồi đâu có đó nhá. Nhìn cái gì? Kéo vó đi. Kéo đi rồi tôi buông lưới kiếm vài con cá. Hết gạo rồi, chẳng có ai cho không mình đâu. Sáng giờ đói meo cả bụng rồi này. Nhanh lên. Chồng ghét chưa kìa. Chỉ kéo vó. Kéo vó thì kéo vó. Kìa bát ngát xa trong dòng sông rào rạt, mưa đôi bờ bát ngát chiên lâu, một lời đã tạc cùng nhau, sầu khi gió thảm mưa ngã sầu, mưa sầu giá chi. Trăm năm xa khẳng lòng vì dù cho
ta đã nặng đời hè, lấp sông hay cạn bè vẫn trọn bè, ta vẫn trọn bè thương nhau.